Hãy tưởng tượng bạn bị buộc tội oan và không có cách nào chứng minh được sự vô tội của mình. Việc cố gắng bào chữa gần như chắc chắn sẽ dẫn đến bị kết án và phải chịu một cái chết tàn bạo. Tuy nhiên, nếu bạn thú tội, tỏ ra hối lỗi và tố cáo thêm người khác, bạn có thể thoát chết. Vậy bạn sẽ làm gì? Lựa chọn nói dối để giữ lấy mạng sống, hay kiên quyết bảo vệ sự thật và chấp nhận đối mặt với án tử hình công khai? Đây là quyết định đau đớn mà những người bị cáo buộc trong phiên tòa phù thủy Salem tại thị trấn Salem, Massachusetts, từ tháng 2 năm 1692 đến tháng 5 năm 1693 phải đối mặt. Trong cơn cuồng loạn tập thể, được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi siêu nhiên, sự cuồng tín tôn giáo và một hệ thống tư pháp đầy thiếu sót, những người này trở thành vật tế thần cho những lo âu sâu kín của xã hội. Tòa án ưu tiên các lời thú tội dù thật hay giả, hơn là công lý, trừng phạt nhiều người vô tội và tạo ra một bầu không khí ngột ngạt đầy nghi ngờ và phản bội. Ở Salem, đôi khi nói dối có thể cứu mạng, còn trung thành với sự thật lại có thể khiến bạn phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình. Niềm tin vào siêu nhiên, đặc biệt là việc quỷ ban cho một số người, phù thủy, khả năng gây hại những người khác để đổi lấy sự trung thành, xuất hiện từ thế kỷ 14 ở châu Âu và lan rộng trong các cộng đồng thuộc địa New England. Cuộc sống khắc nghiệt của cộng đồng thánh giáo ở làng Salem, nay là Danvers, Massachusetts, vào thời điểm đó càng làm gia tăng nỗi sợ hãi và nghi kỵ. Cộng đồng này vừa trải qua một loạt khó khăn như hậu quả của cuộc chiến Anh-Pháp tại thuộc địa Mỹ vào năm 1689, dịch bệnh đậu mùa, nỗi sợ về các cuộc tấn công từ các bộ tộc thổ dân lân cận và mâu thuẫn kéo dài với cộng đồng giàu có hơn tại thị trấn Salem. Thị trấn Salem ngày nay nằm ở bang Massachusetts, được thành lập vào năm 1626 bởi một nhóm người Anh do nhà thám hiểm Roger Conan dẫn đầu. Ban đầu, khu vực này được gọi là Nunkirk, theo tên gọi của người bản địa. Đến năm 1629, khu định cư được đổi tên thành Salem, từ Salom trong tiếng Hebrew, mang ý nghĩa là bình an. Việc thành lập Salem gắn liền với làn sóng di cư của người Thánh giáo Anh đến vùng New England trong thập niên 1620 đến năm 1630, khi họ mong muốn xây dựng một cộng đồng tôn giáo lý tưởng dựa trên những nguyên tắc thánh giáo nghiêm ngặt. Quá trình hình thành và phát triển của Salem. Trong những ngày đầu tại Nunkirk vào năm 1626, Roger Conan và một nhóm nhỏ di cư từ khu định cư Cape Anh đã đến đây để tìm kiếm cuộc sống mới và nhiều cơ hội hơn. Bất chấp khó khăn từ khí hậu khắc nghiệt và điều kiện sống hạn chế, Conan và cộng đồng đã xây dựng khu định cư, giữ được sự ổn định và tránh các xung đột với người bản địa. Conan với vai trò là người lãnh đạo kiên nhẫn, đóng góp lớn vào việc định hình nền tảng của Salem. Năm 1628, John Endicott, một nhân vật quan trọng của cộng đồng thánh giáo, được Massachusetts Bay Company cử đến Nunkirk để quản lý khu định cư. Dưới sự dẫn dắt của Endicott, khu định cư đã có những bước phát triển rõ rệt và nhanh chóng trở thành một cộng đồng thánh giáo có trật tự và kỷ luật. Đến năm 1629, Massachusetts Bay Company chính thức khuyến khích người thánh giáo từ Anh di cư đến Salem với mục tiêu xây dựng một thành phố trên đồi, một xã hội lý tưởng theo mô hình thánh giáo. Với sự phát triển từ buôn bán và đánh cá, Salem dần trở thành một trong những khu định cư quan trọng nhất của vùng New England. Được tổ chức theo cấu trúc xã hội thánh giáo nghiêm ngặt, các thành viên trong cộng đồng đều phải tuân thủ các quy định tôn giáo và chuẩn mực đạo đức khắt khe. Đời sống sinh hoạt và kinh tế đều được kiểm soát chặt chẽ nhằm duy trì tính thuần khiết của cộng đồng. Với vai trò là trung tâm kinh tế và văn hóa của khu vực, Salem đã đóng góp phần quan trọng trong lịch sử phát triển của thuộc địa New England. Tuy nhiên, mùa đông năm 1692, một trong những mùa đông lạnh nhất trong lịch sử, thường được gọi là thời kỳ tiểu băng hà, có thể đã gây ra những vụ mùa nghiêm trọng và làm gia tăng thêm căng thẳng kinh tế, xã hội trong làng. Những yếu tố này đã kích thích sự ngờ vực, hoang tưởng và cuối cùng trở thành một chương đen tối trong lịch sử nước Mỹ khi còn chưa lập quốc. Vào mùa đông năm đó, hai chị em họ, Betty Parry, 9 tuổi và Abigail William, 11 tuổi, bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ khiến cả cộng đồng hoang mang. Sau khi khám cho hai cô bé mà không tìm thấy vấn đề gì về thể chất, một thầy thuốc đã chẩn đoán rằng các cô bé đang chịu ảnh hưởng từ một bàn tay ác quỷ. Người thánh giáo tin rằng
quỷ dữ gieo rắc hỗn loạn trong thế giới thông qua các tay sai, hay còn gọi là phù thủy, những kẻ có thể hủy hoại thiên nhiên, triệu hồi bóng ma tà ác và hành hạ trẻ em. Đến cuối tháng 2, lệnh bắt giữ được ban hành đối với Tituba, một người phụ nữ gốc Caribbean bị bắt làm nô lệ trong gia đình Paris, cùng với hai phụ nữ khác là Sarah Good, một người ăn xin vô gia cư, và Sarah Osborne, một người phụ nữ lớn tuổi và nghèo khổ. Cả ba đều bị cáo buộc sử dụng tà thuật để mê hoặc và gây hại cho các cô bé. Sau đó, ba người phụ nữ này được đưa ra trước các thẩm phán Jonathan Corwin và John Harton để thẩm vấn. Trong khi đó, các cô gái tố cáo họ bày ra một cảnh tượng đáng sợ ngay tại tòa. Với những cơn co giật, vặn vẹo cơ thể, la hét và quằn quại trong đau đớn, Sarah Good và Sarah Osborne một mực phủ nhận tội danh, nhưng Tituba đã thú nhận. Có lẽ để tự cứu mình, cô khai rằng còn nhiều phù thủy khác cùng cô phụng sự quỷ dữ. Âm mưu phá hoại cộng đồng thanh giáo, khi cơn hoảng loạn lan rộng trong cộng đồng và lan sang các khu vực khác của Massachusetts, ngày càng nhiều người bị buộc tội phù thủy. Trong số đó có hai thành viên được kính trọng trong nhà thờ và xã hội, thậm chí cả cô con gái 4 tuổi của Sarah Good cũng không thoát khỏi nghi ngờ. Sự việc này làm dấy lên nỗi sợ hãi rằng bất cứ ai, dù có địa vị hay uy tín, cũng có thể trở thành mục tiêu. Giống như Tituba, một số người bị chỉ điểm là phù thủy đã thú nhận và nêu tên những người khác, khiến làn sóng tố cáo ngày càng leo thang và hệ thống tư pháp địa phương nhanh chóng bị quá tải. Trước tình hình đó, vào tháng 5 năm 1692, thống đốc mới của Massachusetts, William Fitz, ra lệnh thành lập một tòa án đặc biệt mang tên Oyer để nghe và Terminer để xét xử, nhằm giải quyết các vụ án phù thủy dưới sự chủ trì của các thẩm phán như Jonathan Harton, Samuel Seward và William Stoughton. Tòa án này đã nhanh chóng đưa ra phán quyết đầu tiên, kết án Bridget Bishop là phù thủy vào ngày 2 tháng 6. Bishop bị hành quyết bằng cách treo cổ 8 ngày. Sau đó, tại địa điểm này, còn được gọi là Gallow Hill ở Salem Town. Sau đó, 5 người nữa bị hành quyết vào tháng 7, thêm 5 người vào tháng 8 và 8 người vào tháng 9. Ngoài những người bị xử tử, 7 người khác chết trong tù do điều kiện khắc nghiệt, và Giel Corey, chồng của Martha Corey, bị đè chết bằng đá sau khi từ chối đưa ra lời bào chữa tại phiên xét xử. Vụ việc này không chỉ khiến nhiều người vô tội phải chịu hậu quả bi thảm, mà còn phơi bày những hạn chế và sai lầm trong hệ thống tư pháp của thời kỳ đó. Mặc dù Cotton Mather, một mục sư được kính trọng, đã cảnh báo về giá trị đáng ngờ của bằng chứng ma quái, tức những lời làm chứng dựa trên giấc mơ và ảo giác, nhưng lo ngại của ông phần lớn bị phớt lờ trong các phiên tòa phù thủy ở Salem. Những bằng chứng không xác thực này được chấp nhận tại tòa như một công cụ chống lại những người bị buộc tội, bất chấp sự thiếu cơ sở thực tế, kiểu như: "Ê, tối qua tôi nằm mơ thấy con kia là phù thủy." Thế là tòa sẽ mang bằng chứng nằm mơ này vô để xét xử. Cha của Cotton là Increase Mother, hiệu trưởng Đại học Harvard, cũng tham gia kêu gọi rằng các tiêu chuẩn để làm bằng chứng buộc tội phù thủy cần phải nghiêm ngặt như bất kỳ tội danh nào khác. Ông khẳng định, thà để 10 phù thủy bị tình nghi trốn thoát còn hơn để một người vô tội bị kết án. Cảnh báo của hai cha con Mather nhấn mạnh đến những nguy cơ của việc kết tội dựa trên những chứng cứ mơ hồ và thiếu kiểm chứng. Nhưng trong bối cảnh cơn hoảng loạn lan rộng, những lời cảnh báo này không được thực sự quan tâm. Giữa những sự ủng hộ của công chúng cho các phiên tòa ngày càng suy giảm, vào tháng 10 năm 1692, thống đốc Fitz đã quyết định giải tán tòa án Oyer và Terminer, đồng thời yêu cầu tòa án kế nhiệm không sử dụng bằng chứng ma quái trong các xét xử phù thủy. Các phiên tòa tiếp tục với mức độ giảm dần cho đến đầu năm 1693, và đến tháng 5, thống đốc Fitz đã ân xá và trả tự do cho tất cả những người còn bị giam giữ vì cáo buộc phù thủy. Vào tháng 1 năm 1697, tòa án tối cao Massachusetts đã tuyên bố một ngày ăn chay để tưởng niệm bi kịch của các phiên tòa phù thủy Salem. Tòa án sau đó đã coi các phiên tòa là bất hợp pháp. Thẩm phán chủ trì Samuel Seward công khai xin lỗi vì vai trò của mình trong sự kiện này. Tuy nhiên, những tổn thương trong cộng đồng vẫn còn kéo dài.
Dù thuộc địa Massachusetts đã thông qua luật vào năm 1711 nhằm khôi phục danh dự cho những người bị kết án oan và bồi thường tiền cho gia đình của họ. Tổng cộng có 20 người bị kết án tử hình bằng cách treo cổ và hơn 150 người bị bắt giam. Trong số những người bị xử tử có cả phụ nữ và đàn ông, bao gồm một số thành viên đáng kính trong cộng đồng. Nhiều người khác bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt và một số đã chết vì môi trường sống tồi tệ trong tù. Tính ra giọng này nghe nó dẻo dã man luôn ý, không hiểu, không khóc khen lắm.